Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tìm nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ mua một uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Hello, đây là kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ Nhờn này. Ôi ôi, chết tôi rồi. Ôi ôi, ui dùi, tóc biến rồi trời ơi. Yeah. Anh em nhớ cho mình một like vào cái kênh. Và mùa này mình sẽ leo cho anh em, like và đeo điều để cho anh em xem nha. Đánh đâu này, đánh Yuka này, mày này, mày này, ui ui, lời đó anh em ơi, ăn ngay công. Lẹ lên, tên nó qua. Ăn lẹ đây nào mọi người ơi, lú về. Mày này nó chạy nha. Uầy, đầu mùa đánh cực kỳ căng luôn anh em à, cho tàn mấy ông thứ dữ xuống không anh em ơi. Bón hành xỉu luôn, trời ơi, đánh 6 game mà thua hết. Tôi MVP thua hết 5 game, 1 game MVP thắng. Trời ơi, thực sự là đúng nhức đầu luôn anh em ơi. Trời ơi, đúng là lâu lâu bú win lên trên trăm mấy sao xong cho đã, xuống tới đây lại người ta hành, trời ơi, xỉu luôn anh em à. Anh em nhớ cho một team một follow bên TikTok nha, một team nha. Mai mốt mình sẽ ra video đều là bên TikTok luôn nha. Tại mấy bữa nay mình cuối mùa mình lười đánh ấy, cho nên mình cày thuê không à. Cho nên bữa nay mình bem nick chính lại sẽ có video hit like này nha. Anh em nhớ có nhu cầu mua nick này hoặc là muốn cày thuê ở đầu mùa liên hệ ngay với Zalo của mình nha. Ép luôn này mọi người ơi. IR đầu mùa anh em đi rừng cực kỳ là ngon nha. Mà quan trọng cách anh em đánh nữa anh em à. Chứ còn như đánh lờ ngơ là cũng bị bón hành anh em ơi. Tôi bón hành quá trời đó. Từ nào. Thanh chiêu đã bắt Slim ở trước này. Một bé là hai bé là chết. Ôi không chết kìa. Ôi sập bọn nó hơn quá nhờ. Ây da. Toàn. Thôi xong rồi anh em ơi. Phải thủ chủ rồi. Lính bự rồi này. Căng quá nhờ. Lưu bố cho mạnh. Lưu bố khỏe quá ta. Mùa này lưu bố khỏe ghê. Ôi ây da. Trời chết rồi. Chắc bỏ chủ không được. À được này, ngon này. Không sao nha. Vẫn thủ được nha. Ok. Hết trách nhiệm nha, đi về nha. Farm này lẹ lên ganh này anh em ơi. Hay. Đánh luôn nha, lừa bố rồi, đánh luôn. Ôi đánh chủ trước kìa. Trời ơi, không đủ đam kìa. Trời ơi, dưới chính 2 nữa kìa. Toàn rồi, chết rồi. Ui, trời ơi. Căng quá nhờ. Đồ, lửa bố khỏe quá ta. Cái này đầu mùa mấy ông trên kia xuống tài là cày thôi không. Ui, kỹ năng đánh cực kỳ căng luôn em à. Ờ, hay kìa. Hay rồi, gia ta ơi. Lính đi, về đi. Để tôi lo. Đây, đánh nè. Ây da. Nè, bắt con bến nó trước này. Ây da, chết tôi rồi. Cứu tôi mọi người ơi, cứu tôi. Ây, hay kìa. Đánh. Tôi hết chiều rồi, trời ơi. Thôi. Chủ ơi về nha. Về nha. Ngon rồi, hay rồi.
Từ từ nha, pha cái đã nha mọi người ơi. Còn IG này đi rừng anh em đầu game, nếu mà có lợi thế như vậy này, anh em chịu có farm chút xíu cho mình nha. Di chuyển và đảo lên cho mình thật nhiều vào. Anh em đừng chú ý vào farm mới gần nhiều quá nha. Lính ở trên cứ việc để tem farm luôn cũng được. Có một mục tiêu chỗ này. Ăn. Có chuyện chị ra ăn thoải mái nha. Ôi nó trong ép chung mít à. Ra mít này. Lên đào trước anh em à. Chứ giờ lựa bố nó khỏe quá. Farm luôn anh em ơi. Đầu game anh em cứ việc ăn bù thoải mái nha, đừng có nhường cho team nha. Anh em mình nhường cho team là đầu game mình rất là thọt, mình đánh không được đâu. Mình ai đầu game hồi chiêu, cần hồi chiêu này, cần đam to này, mà cứ nhường hết là chết. Bắt Slim chứ này. Bắt ôi dù ơi, nó hất lên kìa, khó chịu thế nha. Cái gì á? Bắt này. Lửa bố. Con vào team anh em ơi. Thôi tôi lại về anh em ơi. Hay à. Yeah. Mọi người có nhu cầu mua nick liên hệ ngay với mình nha. Mua nick chơi Tết nào anh em ơi. Nick cỡ nào mà cũng có hết nha. Hôm bữa có một em trai kia kìa. Nó mua cái nick của mình xong. Rồi nó đánh nó cày lên 100 mấy sao luôn anh em, ghê thiệt. Xong rồi nó vô nó gặp mình, nó hành mình luôn anh em. Coi căng vãi rồi à. Nó gặp mình lại nó kêu, ơ anh ba, nick em mua của anh này. Xong rồi ván đấu mình chết 0-4, 0-5 gì ấy. Đậu xanh nó quýnh khét vãi rồi ra luôn. Đánh này. Trời ơi, lên cho cao vô. Ăn cái sao luôn này. Ăn được nha. Chủ bên đây này. Ý con support nó kìa, Con support nó. Dính, ôi dồi ôi, tóc biến à. Trời ơi, còn chịu hai lướt nữa kìa. Thôi bỏ đi mọi người. Ý qua đây bắt được không? Bắt được không? Úi, à, còn con ti. Ở đâu rồi? Trời ơi, mít. Top ăn luôn rồi. Thôi về cái đây anh em ơi, về anh em ơi, nhà kìa, nhà mất kìa. Yuka, đừng ở đây, bắt hai bên ơi. Này, quậy nhờn này đường mang hỗ trợ nữa này. Nhờn này, đã bắt anh ba này. Nhẫn chơ. Dữ vậy sao? Chết rồi. Từ từ nè mọi người ơi. Thủ lĩnh thôi nha. Dữ vậy sao? Cho double kill dành cho cô ba. Ê! Mày! Dữ vậy sao? Quá kill là quá kill mày ra luôn. Trời ơi! Về đấy đi! Ồ, ăn quá kill là quá kiếm, Yuka lấy mày ra luôn rồi. Trời ơi! Khổ thế nhờ. Trời ơi, 91 Yuka đâu đây nè. À, rồi. Thôi bỏ đi bỏ. Ý con bùa nó kìa, cứ bùa. Ok. Ồ, lính chưa vô kìa. Thôi, cho team mình ăn Yuka đi. Mình lấy trụ trước anh em à. Canh bắt Slim trước là quan trọng nha. Chứ mấy thằng kia cũng quan trọng đâu. Canh Slim trước. Nè, lấy bắt chấn của con này là bắt Slim nè. Trời ơi, nó tóc biến cả nhảy luôn kìa. Chết tôi rồi. À, dữ vậy sao? Thôi về cái đó mọi người ơi. Ui, cái nó bây giờ nó công kìa. Lũ bố nó khỏe ghê chưa.
Slim phải đó mà không còn đột biến chết mình rồi. Anh em nghĩ sao mà phải đó mình bắt chớ ngon phải không, mà chém một cái nữa cái máu không mà nó còn đột biến còn vừa còn nhảy nữa. Nó phát nó nhảy vô tới chủ trong luôn, quá xa luôn. Mình ao vô mình chết, sách đao uổng tiền anh em à. Uổng mạng. Chết rồi. Chết rồi, team mình chết rồi. Ê, không được. Từ nào. Ôi, trời, bỏ. Hay à. Từ từ nha, không vội nha. Ê, lựa bố kìa, chơi. Từ từ. Ê, thằng mít đó này. Giờ, trời ơi, con cầu đó kìa. Lựa bố này. Yuka kìa. Trời ơi, thằng mít nó không có quả cầu, thằng mít nó chết rồi anh em à. Từ nha, hết chiêu nha mọi người ơi. Ăn kinh công. Ăn cái sao là lẹ lên. Ê, sao bọn đâu ấy, dồn lẹ lên. Lên, hết, chưa có máu, hết máu rồi, chừng chị nữa này. Ok. Về đó. Hay kìa, ư dồi ôi, chết dãy cánh rồi. Yuka để tôi lo, Yuka để tôi lo. Ôi, dính của lao kìa. Cao mũi à. Từ này, bên đây. Bắt này. Ê, trời ơi, ui, đông vậy. Từ này mà canh góc vào nha, không vội. Canh góc đánh thôi chứ không có vội nha. Yuka rồi. Trụ trước. Ý Yuka kìa. Yuka. Trời ơi, không hiếc ra, mít con bọn nó chết rồi. Hai. Ồ hô, phải đó hắn không ti kịp là nó chết với mình luôn rồi anh em à. Mình hất cái đường rồi nha. Ý, dính lao kìa, ôi chết rồi. Ê. Trời ơi, và nó xua ghê nhờ, dính cái lao nhờ. Bay kìa. Luôn mọi người ơi, team nó ra kìa mọi người ơi. Ôi xong rồi, giờ team nó quẩy hết rồi. Trời ơi, chật kìa. Ok, được rồi. Ăn kinh công này. Ăn cây xa là lẻ lắm. Luôn cây xa nè mọi người ơi. Kinh công phút 15 này lẹ nè mọi người ơi. Chút xíu nhà mùa xanh bên này. Được nha, Yuka kìa. Ok. Về nha. Về đó anh em ơi. Thằng trắng mặt bền chứ đã. Sẵn sẵn cái liềm luôn. Nó chết bán thì mua cái liềm liền anh em à. Cho nó an toàn. Trời ơi, tóc biến kìa, hay quá nha. Thả đồng luôn. Tên bạn giờ là mệt mỏi rồi, gặp mình xanh nè. Để IG mà xanh là thiệt thề với anh em luôn. Khó bây giờ chơi game được lắm nha. Trụ chú này. Từ. Quăng chiêu một chúng đã. Chơi. Ây da, chóng kìa, bán mua cái liềm đã. Ôi trời ơi, đủ tiền mua liềm nữa kìa. Ôi chóng nữa kìa. Ý ơi, trống liên tục anh em ơi. Được không? Chủ y, cái công kìa. Chủ y. Hay. Chủ y, bay kìa.
Winner, chủ. Ok, anh em nhớ cho mình một tim, một follow, một đăng ký kênh và một nấm bấm nút chuông nha anh em ơi. Một like nữa và anh em nào chưa còn mục đích liên hệ ngay Zalo của mình nha. Bye bye, hẹn anh em video ngày mai mình solo với ngộ không nha.